cam tròn và rồi. Cái cây cam canh. Rồi. Nếu như cây cam nào cái bộ rễ nó nổi lên trên mặt đất nhiều. Rồi. Bộ rễ tơ là cây nó sẽ sau này nó sẽ sai quả. Rồi. Mà quả nó rất đều, mà quả nó ngọt. Rồi. Nó ở cái lý do thế này. Qua Nông nghiệp Thuận Thiên, nơi chia sẻ giải pháp canh tác nông nghiệp bền vững. Cái lý đúng của nó là cái bộ rễ tơ này để nó kiếm nhiều thức ăn. Rồi. Còn cái bộ rễ, các loại rễ to, rễ cọc cái ấy kia là chẳng qua để nó giữ cho cây đứng. Rồi. Và để cho nó sẽ đẻ các cái rễ tơ, nhưng mà rễ tơ càng nổi bao nhiêu thì là nó sẽ quả càng sai, mà càng ngọt quả, mà quả nó càng đều. Rồi. Riêng về cam là nó phải đều quả. Chứ còn nếu quả to quá cũng không được, mà quả nó bé quá thì cũng không được. Rồi. Nó phải đều quả. Đều quả thì là nó chủ yếu là cái bộ rễ tơ. Bộ rễ tơ này càng nhiều thì là lượng quả trên cây thì là nó lại càng đều. Đấy, mà nó đậu quả, tỷ lệ đậu quả cao. Rồi. Đấy, cho nên là tại sao như ông ở đám đằng kia là toàn bộ cái hệ thống của cái cây cam canh kia là bộ rễ nó nổi. Bộ rễ nổi là cây đấy rất sai quả. Rồi. Với hàng tạ, hơn tạ quả trên một cây. Wow. Mà nó là sự thật, tôi chứng minh đám kia. Bác ơi, sau 2 năm mà bác bắt đầu làm việc với Wow sử dụng các cái sản phẩm hữu cơ ấy và bắt đầu chuyển đổi dần cái quy trình sang để chăm bón theo quy trình thuật tự nhiên ấy, thì bác đánh giá cái cam của bác như thế nào? Tóm lại là cái phần cái phân hữu cơ này thì tóm lại là nó không độc hại đến cái môi trường là cái thứ nhất. Rồi. Cái nói thứ hai đó là mình phun cho cây, nhưng mà cây là thực tế ra nói là nó sẽ hấp thụ hết, nó không có độc hại cho cây. Rồi. Còn các loại phân hóa học và các loại phân khác mà mình cứ cộng 3 loại phân mình phun nên là cây nó hay bị ngộ độc. Rồi. Nhưng mà riêng cái phân hữu cơ của mình phun đây là nó không bị ngộ độc cho cây. Rồi. Mà lá nó sẽ rất là mượt mà ừ. nó đẹp, lá nó mượt mà nó đẹp. Hai đó là cái tỷ lệ phân bố cái mầm hoa ở trên cành lá của nó đều. Rồi. Sẽ quả của nó sẽ phân hóa quả nó sẽ đều quả. Mà phân hóa quả đều quả thì sau này nó sẽ là đậu quả là quả nó sẽ đều quả. Rồi. Đó. Chứ còn nếu chi chít lại với nhau thế này nó cũng không phải là tốt. Vâng. Mà đấy là nó là sau này cái quả đấy là quả cô là một hai nữa là cái quả đấy là tỷ lệ chất lượng trong quả nó không thua. Rồi. Đấy. Nó không đảm bảo được cái chất lượng của quả. Nó là sự thật. Ông làm cam mãi hàng chục năm nay ông đúc rút kinh nghiệm là những cây nào mà nó phân hóa mầm hoa này với lại lọc lá ra đều như cây như này là sau này là thuộc vào cái nhóm cây là rất là sai quả mà quả rất đẹp. Nói chung là nó phải cân đối đúng bác. Đúng rồi, nó là cân đối về các cái dinh dưỡng đó. Nhưng mà từ cái ngày phun cái phân của mình bây giờ là lá của nó lên nó sẽ trả lại hầu như là gần như tự nhiên hết rồi. Lá nó sẽ mượt mà. Cùng một cái loại cây cho cái loại phân cái phân NPK rồi các loại phân khác nhưng mà lá nó không bao giờ nó mượt mà, nó cũng xanh nhưng mà nó không mượt mà như cái lá như thế này. Rồi, cảm ơn bác. Ok, cảm ơn bác.